Này sẽ giới thiệu mọi người là cách này là đang phun thuốc bảo vệ thực vật này, cho cây trồng tránh khỏi những cái sâu hại, những cái bệnh trên cây. Phun như này thì tiết kiệm được thời gian và nhân lực này. Bây giờ người dân càng ngày càng thông minh. Phun bằng dùng bằng bằng máy bơm nhá, bỏ sẵn vào những cái phi đấy. Bây giờ là đi một vòng quay ra này. Quay ra sẽ có một người ở ngoài thì rút dây ra nhé. Xuống đi xem hệ thống. Cánh cửa ống nước. Đó, đang đi ra. Hecta này chỉ cần 2 người, 2 đến 3 người, khoảng khoảng 30 phút hoặc đến tiếng là xong. Đây mình dùng máy bơm nhé. Nha. Yeah.